Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy là sau những ngày thời tiết ấm áp, hôm nay một đợt không khí lạnh mới lại được tăng cường xuống miền Bắc nước ta, mang theo mưa nhỏ rải rác, đồng thời khiến cho nền nhiệt độ trên toàn khu vực giảm hơn so với những ngày trước đó. Sáng sớm sương mù nhẹ xuất hiện rải rác, đặc biệt là ở các tỉnh ven biển và vùng đồng bằng, trời rét có nơi có rét đậm. Tại miền Trung, đợt không khí lạnh lần này có cường độ yếu nên chỉ gây ra mưa và rét cho các tỉnh Bắc Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh. Từ đêm nay đến dạng sáng mai sẽ có mưa nhỏ rải rác và trời chuyển rét. Trong khi đó, thì các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, thời tiết ít biến đổi và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Xuôi xuống khu vực Nam Bộ, tại đây thời tiết duy trì ngày nắng và chiều tối có mưa rào vài nơi, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 29 cho đến 32 độ. Thời tiết tốt nhưng chiều cường lại đang lên mức cao, do đó người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp khó khăn và bất lợi trong sinh hoạt hàng ngày khi chiều dâng gây ngập sâu trên diện rộng. Thưa quý vị, từ lâu, Lai Vung đã được người dân miền Tây phong tặng cho danh hiệu Vương quốc Quýt Hồng. Điều đó thật không ngon chút nào vì tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hiện chưa có nơi nào diện tích trồng Quýt Hồng lên tới gần 2.000 ha và hàng năm tung ra thị trường trên 40.000 tấn trái để phục vụ cho mùa Tết. Những ngày tháng chạp này, đến các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp, nơi nào cũng thấy quýt đỏ dập vườn, cây nào cũng chịu quả, no tròn và mong nước đặt chân vào vườn thì quý vị cảm thấy như mùa xuân đã về nắng xuân như tràn ngập trên các nẻo đường trên những tán cây những trùng quýt nõn nà vàng ươm nếu thích thú với việc ngắm hoa thì quý vị có thể đến với làng hoa Sa Đéc bên bờ sông Tiền, quanh năm lộng gió ngập tràn ánh nắng, được mệnh danh là xứ sở của hàng trăm loài kỳ hoa dị thảo. Nơi đây có các loại cây kiểng quý hiếm, tuổi thọ hàng trăm năm, có những loại cây rất bình dị gần gũi với đời sống người lao động như là khế, cau, sung, si, mai, qua bàn tay khéo léo, cần mẫn, tài hoa của các nghệ nhân đã trở thành những cây kiểng quý có hình dáng đẹp và lạ mắt. Trở lại với những thông tin thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị, đến với khu vực vùng núi Tây Bắc, không khí lạnh tăng cường trở lại đã chấm dứt đợt nắng ấm duy trì trong vài ngày qua. Tại khu vực trong hôm nay và ngày mai, trời khá nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, nền nhiệt duy trì ở ngưỡng rét, có nơi có rét đậm cùng dưới tác động của không khí lạnh nên các tỉnh thành đông bắc sẽ có mưa vài nơi, sang sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trời rét trở lại, vùng núi có nơi có rét đậm. cụ thể như là tại hà giang nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng 10 cho đến 20 độ, vịnh hạ long và thành phố hải phòng thì nhiệt độ phổ biến ở mức 14 đến 20 độ tại các điểm du lịch bắc trung bộ như là tại sầm sơn sẽ có mưa nhiệt độ giao động từ 13 đến 22 độ phong nha kẻ bàng không mưa nhiệt độ vào khoảng 14 đến 23 độ và tại thành phố huế trời không mưa nhiệt độ phổ biến ở mức 14 đến 25 độ khu vực trung trung bộ mây thay đổi có mưa vài nơi chưa chiều trời nắng tại đà nẵng và hội an và bà nà thì trời hầu như không mưa sáng sớm trời xe lạnh và có sương mù thời tiết nhìn chung rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Dọc theo vùng ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng nhẹ, đời gió Đông Bắc có cường độ không mạnh nên khá thuận lợi cho du lịch biển đảo. Tại Nha Trang, nhiệt độ trong ngày giao động từ 20 cho đến 26 độ. Mũi Né và Vũng Tàu, nhiệt độ cao hơn Nha Trang khoảng 2 đến 3 độ, mức nhiệt thấp nhất khoảng 22 cho đến 23 độ và cao nhất ở mức là 29 độ. Khu vực Tây Nguyên thời tiết ít biến đổi, cụ thể như Pleiku và Buôn Ma Thuột trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 đến 15 độ và cao nhất là từ 28 đến 29 độ. Còn tại Đà Lạt trời không mưa, nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức là từ 12 cho đến 25 độ. Tại các điểm du lịch Nam Bộ như Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và U Minh, thời tiết duy trì mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng yếu với nền nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 29 đến 30 độ và ban đêm thì nhiệt độ giảm xuống mức 22 đến 23 độ. Nhìn chung thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Riêng các thời điểm 4 đến 6 giờ và 18 đến 20 giờ là thời điểm mực nước chiều tại các hệ thống canh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên cao, gây cản trở cho việc lưu thông đi lại cho nên mọi người cần lưu ý đến với các điểm du lịch biển đảo phía Nam. Trong đêm nay và ngày mai, gió trên các vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau cũng như là từ Cà Mau cho đến Kiên Giang chủ yếu hoạt động với cường độ trung bình, thời tiết khá tốt, chỉ có mưa vài nơi nên sẽ tương đối thuận lợi cho những chuyến ra vào đảo của tàu thuyền. Tại Côn Đảo trời nhiều mây có mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 đến 28 độ. Phú Quốc mới thay đổi ngày nắng, nhiệt độ duy trì ở mức 23 đến 30 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt.